Yeah. Anh đâu muốn ngày mai mình xa, anh đâu muốn ngày mai mình buồn. Anh muốn hát lên bản tình ca và yêu em như là người bình thường. Muốn cho em đi dạo phố, đưa em tới nơi bình yên. Ai đó mình sẽ cùng nghịch phá và cùng nhau làm những trò khùng điên. Anh không phải là cầu vồng nhưng sẽ cho em được nhiều màu sắc. Điều anh muốn là thấy em cười và đừng để buồn còn vương màu mắt. Anh vẽ lên ánh mặt trời chiếu sáng vào tình cảm đôi ta. Nếu em muốn mua nhiều hàng nhiều, anh sẽ cho em thật nhiều đô la. Anh không hề giả dối, cũng không phải thằng điên. Nếu em bằng lòng nói ừ, anh sẽ cho em thật nhiều tình duyên. Tiền bạc là thứ xa xỉ nên anh không có cần nó đâu. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là hai đứa mình phải cần có nhau. Anh sẽ bên em những ngày nắng và sẽ bên em những ngày mưa. Anh sẽ là cơn gió bất chợt ghé nhà hỏi em ngủ rồi chưa, trò chuyện với em mỗi tối, chúc em ngủ ngon mỗi đêm. Nếu như bây giờ em không ngại, anh sẽ lấy gối và nằm kế bên. Em như là nàng công chúa và em sống ở trong lâu đài. Còn anh chỉ là thằng linh gác mà sao vẫn cứ nhớ thương em hoài. Còn mong một ngày nào đó sẽ có phép một từ trên cao, sẽ cho em yêu anh nhiều nhất và anh tin mình cùng nằm chim bao. Baby à,